Nhà một tầng mái Nhật hiện đại là một kiểu kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và tiện ích hiện đại. Ngôi nhà này không chỉ là nơi ẩn mình trước bức tranh nền xanh tươi của khu vườn, mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Hôm nay, kiến trúc Kisato giới thiệu đến bạn một mẫu nhà được chúng tôi thiết kế cho anh Trần Quang Quyền tại Hải Phòng. Ngôi nhà được xây dựng với kiến trúc tối giản. Nổi bật của ngôi nhà là lớp sơn màu trắng kết hợp với mái Nhật truyền thống, tạo nên sự ấm cúng và thân thiện. Ngôi nhà không chỉ tạo ra không gian rộng lớn mà còn tạo nên sự thoải mái và mát mẻ. Phía trước hiên nhà được kiến trúc sư thiết kế trồng những cây hoa đua sắc, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Điểm thu hút ánh nhìn đầu tiên của mọi người có lẽ là ô cửa chính. Thiết kế cửa thép vân gỗ tạo sự sang trọng của cả ngôi nhà. Phía bên hông được thiết kế những ô cửa nhôm sinh pha. Những ô cửa sẽ đón trực tiếp những ánh nắng bên ngoài len lỏi vào không gian bên trong. Một điểm mà kiến trúc sư đã thiết kế đặc biệt cho gia chủ đó là lắp đặt những ô đèn. Ánh sáng của thiết bị đèn sẽ giúp cho không gian buổi tối càng thêm lãng mạn và ấm áp. Vẻ đẹp của ngôi nhà không nằm ở những chi tiết bên ngoài mà còn nằm ở nội thất bên trong. Với ngôi nhà một tầng này, kiến trúc sư đã thiết kế sao cho rất hợp lý với ý kiến của gia chủ. Diện tích của ngôi nhà với chiều dài 12m, chiều rộng 9,5m, đi từ ngoài vào, ngôi nhà có một sảnh chính có diện tích 18m2, bên trái là phòng khách với diện tích 22m2, bên phải là một phòng thờ cúng tổ tiên với diện tích 18m2, không gian còn lại là một phòng ngủ khép kín có diện tích 21m2, hai phòng ngủ nhỏ có diện tích 13m2 và 15m2. Nhà một tầng mái Nhật hiện đại không chỉ là nơi ẩn mình mà còn là biểu tượng của sự hòa mình vào thiên nhiên và tinh thần sống đẳng cấp. Đây là nơi lý tưởng cho những người đang tìm kiếm sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian sống của mình. Những thiết kế đơn giản, tinh tế và hiện đại đã giúp cho cả ngôi nhà toát lên một vẻ quý phái. Qua thiết kế mẫu nhà trên, không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng với tôi, mẫu nhà một tầng này là mẫu nhà mà tôi luôn muốn thực hiện để báo hiếu bố mẹ. Sự phấn đấu để có thể xây cho bố mẹ một ngôi nhà đẹp như thế này rất đáng đúng không ạ? Trên đây, kiến trúc Kisato đã giới thiệu đến bạn một mẫu nhà một tầng mái Nhật đẹp không chỗ chê. Và nếu bạn quan tâm và thích những thiết kế mà chúng tôi đưa ra, cũng như thiết kế riêng bản vẽ cho ngôi nhà của bạn, thì hãy liên hệ đến hotline bên dưới nhé. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.